Dạ. Hát nữa không quý vị? À, lại Phật Quan Âm, bây giờ mỗi một người như được có hai bài nha. Bây giờ mà bài cái mà có người yêu cầu Tân Ngân hát một bài là Gánh Mẹ của Quách Biên. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm này. Du Lan Nhớ Mẹ. Dạ không, tại vì cái đó đờn cổ rồi, phải không có đờn cổ nữa đây. Ngày xưa
là con.